lời. Không biết rồi là ai đã tới đây mà xếp hàng ngay từ sớm rồi ạ. Cho mình được biết là giơ cái tay của bạn cao đi ạ. Đúng vậy, thì mình chỉ tự hỏi bản thân mình thôi rằng là mình cứ luôn luôn cố gắng nỗ lực để phát triển bản thân mình. Triệu 454.792.742 đồng.